Hi, welcome back to my channel. Start gonna go. Traffic reader, okay? Let's go. Okay, vào tự nhiên thứ hai, let go.
Silver Body Assassin, Soto Ski. Let's go. Good idea. Okay. Silent race. Hey, wait up. Go get them, and I'll keep the engine running. Ở đây các bạn sẽ làm nhiệm vụ đó là xịt sơn. That's cruising the baller's territory. Up here, and I'll go up and do another hood.
ở đâu đó quanh ngôi nhà này. Các bạn sẽ phải đi tìm. Lại có thể trèo lên trên rồi. Chuẩn luôn. Get us back to the hood, CJ. You always crash, CJ. Oh my gosh. CJ, I warned your ass. Like riding bike, ain't it, boy? Okay, fine, the good to chow. I need your vehicles. Get out. Sau đó các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp trong tựa này, đó là các bạn sẽ đến điểm kia và tiêu diệt một anh chàng. Ok. Rồi và bây giờ thì sẽ là tựa tiếp theo, GTA 3. Let's go. Tiếp theo của tựa này đó là các bạn sẽ phải đi đón những cô gái trở về vị trí điểm xuất phát.
thì các bạn sẽ đèo những người này đến điểm màu cam. Sau đó các bạn lại đi đón tiếp những người còn lại. Tổng phải 3 lần đón các bạn mới hoàn thành tựa này. Và trong tựa game này thì như mình biết thì đó là thời gian cho của tựa này hơi ít một chút. Các bạn có đi nhanh đến mấy thì các bạn cũng không thể nào đón được đủ những người ở đây. Vì nó rất là khó đi, dễ đâm. Và thời gian khá là ít. Đó, như thế ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. GTA Vice City. Well, I hope you have it. You got ID? You looking at? You better start talking. Hey, make me, you prick. Moron! Các bạn sẽ tiêu diệt anh chàng này. Sau đó tiếp tục tiêu diệt ba anh chàng này và đèo anh chàng kia. Điểm để làm nhiệm vụ hoàn thành. Okay. Ăn sao để mất sao. Rồi. Sau đó thì đến điểm vàng và tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp trong tập này. Đó là chờ anh chàng kia đến nơi để mua khẩu súng và tiêu diệt tiếp một băng đảng khác. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 8. Preview Racing. Let's go.
Let go. Yeah.
Không biết buổi sáng có online được tự kiểu này hay không? Mình sẽ vào thử xem như thế nào. Đây là một tựa game cần cấu hình khá là cao và cần một đường mạng khá là ổn định thì lúc đó các bạn mới vào được trong tựa game này. Và là một trong những tựa game đua xe khá hay và hot trong những tháng vừa qua cũng như trong những năm vừa rồi. Ok. Let's go. Let's go.